bé cái tay quơ mình lấy dây mình buộc gì đó ha, buộc cái để có khi cái nó đưa lên cắn à, rồi là, cái là buộc không không buộc tới đó hay sao buộc đừng có cho tới đó rồi buộc nó lỏng lỏng chứ không buộc nó hơi hơi gì đó tới đó là không được phải không cái đó nó thục lợi nó thục lợi thì nó thục lợi bởi mình nó sợ khi mình để gói mình dặn vậy có khi cái nó đưa lên cái nó bá hơi nói cậu gì nó nóng rồi gió rồi hả gió đây giờ khóc không có đang có khóc nè nói cậu coi nó cũng bị nóng nóng hả ờ hôm nay mình trở lại thăm cháu Tuấn có Mạnh Thường Quân gửi tiền ngay lúc kia cháu Tuấn đang bệnh nóng sốt luôn. Ủa cậu nãy kênh nói cậu gió nó có khóc không vậy có khóc không có đau hả mũi lụm lên đau hả đau hả đau cái gì thôi con thôi rồi nè, thôi rồi nè. Nghỉ rồi, nghỉ rồi, nghỉ rồi. Nghỉ cào, nghỉ cào rồi nha. Nghỉ cào rồi ông ơi. Nghỉ cào rồi. Rồi nghỉ rồi. Cậu luôn vậy kìa. Thôi. Thôi nghỉ cào rồi. Cưng nói rồi nha. Cậu cưng tôi cho tiền cậu. Thôi lên giọng. Lên giọng đi rồi, lên giọng đi. Nó kèo nổ rồi. Cậu cho tiền uống sữa nha. Đừng có quậy, đừng có quậy. Dạ. Thôi chứ nếu mà. Không bao giờ lại nó. Rồi nó ngợp. Đấy, nó mạnh không? Rồi, nó mạnh luôn. Mạnh dữ lắm á. Nắng đầu thiệu thì gà nó bôi luôn á. Rồi. Vậy đó. Mạnh không? Đây là mạnh dần. Trời ơi, cái đổ mồ hôi rồi đó ha. Tức là khỏe rồi đó. Khỏe rồi con. Rồi, để gói lên. Nó đang sốt rồi đừng quạt máy nó, đừng quạt. Cho sức mồ hôi cho đi cho nó. Sức mồ hôi ra nó khỏe. Ôi gì là chồng. Sức mồ hôi rồi. Sức mồ hôi hả? Nói rồi, nói với cậu rồi. Sức mồ hôi chưa? Sức mồ hôi chưa? Khỏe chưa? Mạnh rồi. Mạnh rồi. Từ từ. Đúng rồi. Thôi con nằm im đi con. Mệt hả? Ừ. Mệt nằm im đi đừng có dậy con. Thấy rõ không? Trên nhà này quay. Rồi, để mình đi qua bên đây luôn các bạn. Bệnh gì? Bệnh gì kìa, cậu nói con, bệnh gì kìa. Con gì Tấn? Bệnh gì? Bệnh gì? Nói à, nó lớn rồi bệnh gì? Bệnh gì hả? Bệnh gì? Nóng gì đó, cái gì nữa con nói? Cái gì? Nóng gì? Nóng sốt. Nóng sốt quá hả? Đó là mình... bé cái tay quơ mình lấy dây mình buộc gì đó ha buộc cái để có khi cái nó đưa lên cắn à, rồi cái là buộc không không buộc tới đó hay sao buộc đừng có cho tới đó buộc nó lỏng lỏng chứ không buộc nó hơi hơi gì đó tới đó là không được phải không cái đó nó thục lợi nó thục lợi thì nó thục lợi bởi mình nó sợ khi mình để gói mình dặn vậy có khi cái nó đưa lên cái nó bá hơi mình biết về trực tiếp nào cái giò cũng vậy ha hay nó ba con dây không có buộc cái giò không có buộc cái giò không có buộc nó dư buộc bên đó còn mà bên đây có buộc không? Hai tay hết luôn. Hai tay chứ nếu mà không buộc là nó quất cái bằng ở nghe xúc móng hết trơn. Hai tay cái thôi. Vì cành nó trực chiến bằng đêm cũng vậy đó. Nóng hả con? Nhưng mà với giấc khuya mình ngủ cũng đâu có được ngon giấc đâu. Không có ngon giấc nó quậy quá. Lâu lắm là 50 phút ngủ. Nó quậy quá, quậy nhắm. Nóng quá Liêm ơi. Cái vậy Liêm nào? Nóng quá Liêm ơi. Tôi làm tên Liêm ha. Nóng quá con. Sao sống kêu ba mà anh kêu tên luôn. Kêu tên không vậy đó. Thương chống gì đó khi mà nó bực bực nó cũng vẫn kêu tên rồi mẹ vậy đó đánh nó chừng nào là nó làm hung chừng đấy luôn á thôi đừng có đánh vậy đó lúc khi nó làm quá mình hơi bực bực nó giả nó tại nó làm hung vậy đó hả mà nếu bữa nào quýnh nó nhiều quá là đầu em nó bị nóng liền vậy đó hả thôi đừng có quýnh nó lạ vậy đó quá được đó hả con trời để cho nó đổ mồ hôi đi thôi nè để cho đổ mồ hôi đi ha thấy đi rồi chú cho tiền đi nó khỏe cho tiền uống thuốc nha dạ đấy con ồ thời gian dạ đấy dạ đậu cái này tôi còn khỏe đó tôi sống không có đau đó đi mà hồ quá chừng tháng là ở nhà là nó sốt kiểu như trọn tháng dạ. Mà hãy về rồi bữa hai bữa là ở đầu ở nhà nó khỏe mà ở nhà cũng đi chích thuốc mà không hết à. Mà tôi về đảm đi chích thuốc thì vài bữa là im nói chung là mình biết cái ý nó là ý nó chăm sóc ngọt chiều nó đi bé động bé hết rồi phải không còn mà mình mà nói chung là mình làm giữ với bé là nó bé bệnh nó tức nó quậy nó la nó bệnh
thì cũng cái gì đó, nó cháu nó mới đào thai lên gòn con đó thôi hả. Đau bụng quá, đau bụng hả, đau bụng hả, đau bụng hả, đi cầu hả, sức giàu nha, sức giàu anh có đi cầu không, có đi cầu không, ẻ rồi đó, nãy ẻ rồi đó, hay là nó muốn ẻ nữa đó, không còn đau bụng nữa không, không thì rồi thôi à. Nhõng nhẽo, bữa nay chú xuống nhõng nhẽo rồi nè. Nhẽo nữa nè. Nhõng nhẽo ghê luôn á. Thì sao, khỏe chưa? Nói cho chú nghe. Khỏe rồi, em lên thấy tiên vậy đó. Khỏe thiệt không? Khỏe thiệt không? Nói rồi, nói cho bà con Mạnh Thường Quân trên thế giới nghe rồi, khỏe chưa? Khỏe rồi. Rồi, để quay cho chú quay cái mồi ha. Cái môi này đó là môi nó này nó là cắn đó phải không, nó bây giờ nó cắn nó bị tét hai bên còn cục thịt này mà bây giờ trở lại hai bên này nó cắn không được mà nó cắn cái má cục thịt bên trong này nè, ban đêm là nó cắn cái đó đó, nó bật bên trong nữa ra nó quậy lúc nào cũng dễ thương có trong đó nha. Cắn hoài nó ngủ chừng khoảng 50 phút là nó thức dậy nó cắn cái đó bởi vì nó quậy dữ lắm. Để cho nực đổ mồ hôi đi. Mồ hôi là mát. Đổ mồ hôi xíu nó khỏe rồi con. Khỏe rồi. Khỏe rồi. Cái miệng á. Lấy cái gói gì đó. Khỏe rồi, khỏe rồi. Không ngờ có tiền mặt tả không? Có không? Có không? Có không con? Có không? Chút nữa cho tiền mặt tả nha. Không. Hả? Có không? Có tiền mặt tả không? Có. Tiền đâu? Bữa nay ngoan nè quê. Bữa nay không có phì xà xà. Bệnh rồi, bữa nay bệnh rồi. Phù rồi đó, anh phù rồi. Rồi nó anh phù liền thấy không? Phù. Rồi nó, thấy không? Thôi rồi, mệt đó, mệt đó, mệt đó. Mệt đó. Khỏe rồi, khỏe rồi. Đừng quậy nữa. Đừng quậy coi. Mới ạ, coi nha. Cứ để cho đổ mồ hôi mà. Rồi thôi, bấm quạt nhẹ nhẹ. Trời thoáng thoáng đi. Nhẹ thôi, cho nó quay á. Nhẹ thôi. Đừng có bấm sâu lớn quá. Cái này nó bị hư xuống rồi. Mát chưa, mát chưa? Nói chưa? Nói rồi. Nói chưa? Chưa. Vậy chưa mát nữa tại không mà cái giọng này nè, cái giọng này nằm thoáng nè. Chứ mấy cái giọng kia là nằm lực lắm. Thì giọng này xài giọng này chứ. Cướp mai. Chứ nếu mà tùng mà cặn cặn là nó lật nhảy cái chân lại liền. Nó mạnh dữ lắm. Cái này là làm tự mai luôn nè. Mai luôn á. Mai vậy đó. Rồi ban đêm trong mùng cũng phải có cái giọng yên gì nè. Dạ. Chứ phải lọn trong mùng. Ủa gì vậy, tối bé ngủ đây hay là vô trong ngủ? Người trong chỗ cũng có cái chỗ gì nữa. Bị gan vậy luôn hả? Khỉ gì? Khỉ rồi. Mạnh lên rồi. Mạnh lên nữa hả? Rồi mạnh lên nói chuyện với cậu đi. Vậy rồi. Hỏi coi. Nói hỏi với cậu không gà khỏe không? Hỏi coi. Con khỏe. Rồi gì? Hỏi rồi mấy cậu khỏe không? Nói tính khỏe rồi. Cái khỏe rồi. Rồi hỏi cậu khỏe không? Khỏe. Khỏe con. Mà cái bắt máy điện thoại lên coi á, quay Tấn đó, cái nào nói cho Tấn ra coi với coi. Có thấy không? Có thấy Tấn không? Có thấy không? Có thấy không? Có thấy con không? Có. Nói cho cậu nghe coi. Cậu nào quay? Ơi hẹn cái. Cậu này quay hả? Cậu này có quay không? Cậu này có quay nữa không? Có. Có coi đó. Không phải. Có coi đó. Cậu quay đó. Coi hết hai clip luôn á. Không biết kìa. Cậu mới làm hồi sáng luôn á. Mới đưa lên. À, cái đã đứng đó, thấy không khỏe không mạnh ha. Mạnh lắm. Mạnh lắm. Thì nói là quất vô mặt luôn hả? Nó tèo ơn nó quất vô nó quất vô đây là máu môi tôi chảy luôn á. Ảnh có giận không? Giận thì giận thiệt mà không chứ quýnh á. Quýnh là quýnh là nó bệnh phải không? Quýnh là bệnh. Ảnh mà không biết ý đó ha, mà chót của nó là nó chơi vô đây nè. Quất bung bung lên khi tôi nhá là quá đụng đầu với anh hả? Nghĩ nó gặt ra khi mình nằm khóc xuống đó gặt vô cái đầu mình đó, vô cái trán mình đó, đó vô trán mình gì vậy vậy à? Xin lỗi cha rồi mà hả? Thì cha đâu có nói gì đâu, tại cha kể vậy đó. Tại cha kể cho cha tha lỗi rồi, cha tha lỗi rồi. Nói gì đâu? Cha tha lỗi rồi. Cha tao xấu một tay vậy. Thôi không có xấu, vậy thôi tôi đi vô. Không, đứng đây. Không, đứng đây rồi. Đứng đây. Mệt mấy anh này chết. Rồi bây giờ chú Thảo 1990 sẽ cho tiền con nha. Dạ. Rồi nằm em nha, đừng rồi nằm em. Tiền mua gì nói cho chú với bà con Mạnh Thường Quân nghe. Làm gì? Lớn lớn rồi. Mua gì tiền mua gì? Dạ vậy. Mua tạ để ẻ hả? Ẻ hả? Gì đó. Còn mua gì nữa? Muốn cho ẻ. Mua sữa nữa hả? Mua sữa nè. Mua sữa ai uống? Mua sữa ai uống nè? Tấn luôn.
rồi Thảo sẽ đại diện trao tiền cho bé Tuấn mà được trên mạng gọi là người rắn bản xà. Bản xà luôn à. Ghê vậy. Ghê vậy. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Quay quay nghe. Đây, Thảo đây. Rồi xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì mình đi trao tiền cho gia đình ba người bị bại liệt, cũng là được cho là ba người gắn ở thành phố Châu Đốc đó. Thì bây giờ là mình có chuyến đi qua bên bé Tấn, mình ghé thăm bé Tấn luôn. Thì cũng có một ít tiền của mình. Thì Quân bây giờ mình sẽ đọc cho tất cả mọi người ha. Thì chị Lành gửi cho bé Tấn là 1.300.000. Chị Facebook Nguyên Nguyên gửi cho bé Tấn 500. Và một chị ở thành phố ẩn danh 500 là bé Tấn được 2.300.000 ha. Thì bây giờ mình sẽ gửi cho bé Tấn nha. Gửi cho 2.300.000 nha, mua tả nha. Dạ, cảm ơn đi. Cảm ơn nè. Cảm ơn hai cậu. Tiền kìa. Dạ, trả tiền kìa rồi nha. Rồi không có quậy nữa nha. Dạ. Hết bệnh nha. Đây cho con nè. Trà lấy đi. Mua gì? Cảm ơn. Mua gì? Cảm ơn. Thì cảm ơn ba chị với Mạnh Thường Quân để ủng hộ giúp đỡ gia đình có tiền để lo cho bé Tấn chăm sóc con tốt hơn. Dạ. Thật cảm ơn. Muốn nói đâu hay điện thoại bà nói là bà bé. Dạ cái đây, dạ cho bà con nghe đây. Thôi. Dễ dặn nhưng mà cũng dễ mát á. Thôi rồi, hết bệnh nha. Dạ thưa con. Bữa nữa có ai gửi tiền chú qua thăm con cho tiền không nữa nha. Dạ. Giỏi. Chào coi, chào hết tên tất cả rồi. Chào vẫn cả. Chào tất cả. Rồi, cảm ơn. Thì chúng ta vừa rồi cũng xem một đoạn video qua thăm cháu Tấn, người rắn ở bên Phú Tân các bạn. Thì có Mạnh Thường Quân đã gửi tiền, thì Thảo vừa đọc tên các Mạnh Thường Quân đó rồi, thì cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã có lòng hảo tâm chia sẻ một số tiền nho nhỏ để giúp ích cho gia đình của cháu Tấn, như đặc biệt cho cháu để uống thuốc, như hiện lúc này cháu đang bệnh đó. Thì không có gì hơn, thì Lê Thanh cũng hẹn tất cả quý vị một video tiếp theo nữa. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các con. Rồi, bye bye con nha.